Ngay cả những chú cá mập cũng biết rằng tất cả những trò đùa mùa hè hay nhất đều có trên Woohoo đấy. Hãy đăng ký kênh và có một mùa hè tuyệt vời nha. Đây là bậc thầy của trò đùa kinh điển. Chào bạn, bạn thích trêu đùa phải không? Hãy đến với giải vô địch trò đùa nào. Wow. Thật là một phát hiện tuyệt vời. Mình giàu to rồi. Này đợi đã, hãy cùng mình tham dự giải vô địch trò đùa nha. Theo là ông hoàng bày trò trong trường đấy. Này anh bạn, hãy đến tham dự giải vô địch trò đùa nha. Thú vị đấy. Không. Cùng xem thử trò đùa này nha. Đá mình đi. Bạn là kẻ hủy diệt hay gì đó sao? Không đâu, đó chỉ là chảo chiên yêu thích của mình thôi. Các bạn ơi, đây, vé tham dự giải vô địch trò đùa nè. Nó vui hơn xem phim nhiều đấy. Chào mừng các bạn đến với giải vô địch trò đùa mùa hè. Hôm nay chúng mình sẽ tìm ra ai là người trêu đùa hay nhất mùa hè này. Đi nào. Có thể người trêu đùa mạnh nhất sẽ giành chiến thắng đấy. Bóng chuyền bãi biển với quả dưa hấu bơm hơi. Mình chơi nữa. Chuyền cho mình đi. Các bạn ơi, mình sẵn sàng rồi nè. Được thôi, nếu bạn muốn. Dưa hấu này thì ra là dưa hấu thật hả? Đây là một trò đùa mới, một cách cực nhanh để xuống nước. Các bạn thoải mái chứ? Thế thì mình sẽ chỉ kéo dây này thôi. Cứu mình ơi, mình đang bị chìm rồi. Đứng lên đi, nước chỉ sâu đến đầu gối thôi mà. Xin lỗi nha. Bạn có thể nhanh lên được không? Mình không thể đợi được nữa. Bạn gần xong chưa vậy? Mình thật sự cần phải đi vệ sinh ngay. Làm ơn nhanh hơn đi. Đủ rồi, mình không thể chờ được nữa. Xin lỗi bạn. Gì đây? Đó chỉ là ma nơ canh thôi à. Thật là một trò đùa xấu xa mà. Mình bên cạnh hồ bơi cùng với ly cocktail. Thật sự rất thư giãn. Uống chút nước nha, Melanie. Mùi ghê quá đi. Là pizza sao? Mình mê bánh pizza lắm. Các bạn ơi, cho mình một miếng với. Không phải lại là đồ xin ăn này sao? Chà, vì bạn rất muốn ăn bánh nên bắt lấy đi nè. Cái gì chứ? Đây chỉ là một chiếc đĩa nhựa thôi hả? Chà, cảm ơn các bạn nhiều nha. Mùi kỳ lạ đó là gì vậy? Bạn có ngửi thấy nó không? Đó là mùi chén đĩa mà. Ai là người cuối cùng rửa chén vậy? Là Megan đó. Bây giờ chúng ta biết mùi gì rồi. Megan sử dụng xà bông rửa chén mùi hồ bơi. What? Oh, my God.
nàng tiên cá trong hồ bơi của chúng ta sao? Không phải, đó chỉ là Melanie thôi. Trò đùa của bạn thất bại rồi nha. Chúng mình có thể thấy chân của bạn ở đuôi đó. Xem thử nè, Melanie là nàng tiên cá quý hiếm, chỉ có một chân à. Được rồi các chàng trai, mình sẽ cởi đuôi ra vậy. Ôi trời ơi, đây chắc là đôi chân của chân to Sasquatch rồi. Nhớ cảnh báo con trai trước về cái đó giống như thế nha. Đồ uống lạnh nè. Và điều hòa mát mẻ. Bạn còn cần gì vào một ngày hè nóng nực như thế này nữa? Mình sẽ chỉ điều chỉnh nhiệt độ lên một chút thôi. Phải đảm bảo rằng bạn không bị cảm thấy lạnh đó nha. Tăng nhiệt độ lên nào. Và hâm nóng đồ uống của bạn nữa. Nóng quá vậy trời ơi. 29 độ à. Trà nóng sao? Thư giãn đi, mình sẽ quay lại sau nha. Melanie ơi, nè. Cô ấy ngủ say mất tiêu rồi, tuyệt vời. Để giúp Melanie có được một làn da rám nắng, mình sẽ cắt dù của cô ấy. Chấm bi đang là xu hướng đó nha. Hả? Tại sao mình có da rám nắng đấm báo thế này? Có gì đó nhai dù của mình sao? Hey. Này các bạn ơi, mình sẽ nhảy xuống hồ bơi từ trên mái nhà đó. Không được, đừng làm như vậy chứ, cao lắm. Bạn sẽ bị thương mất, dừng lại đi. Đó chỉ là búp bê thôi. Bị dụ rồi nha, những kẻ thua cuộc. Này, đừng bắn nước tung tóe vậy chứ. Ô không, lại nữa sao? Tuyệt, máy tính xách tay chống nước của bạn đã cứu chúng mình không bị dính nước rồi đây. Cái gì chứ? Ướt nhẹp rồi nè. Đó là lỗi của bạn mà, anh bạn thân. Melanie sẽ thêm một ít bột mì vào máy sấy tóc này để giúp Theo tẩy trắng tóc nha. Mình chỉ cần sấy khô tóc thôi. Ô không, bây giờ mình lại phải vào nước nữa rồi. Trò đùa mùa hè của Theo là bỏ hết tất cả đá từ ngăn đông ra. Nước chanh của mình nóng như món súp vậy. Mình sẽ đi lấy một chút đá đây. Hả? Thay vì đá thì mình tìm thấy bộ đồ tắm đông lạnh của mình. Nhưng như vậy sẽ không cản mình được đâu. Muốn thử món cocktail mới của mình hay không? Theo, nó có tên là áo tắm trong nước chanh nha. Và nó rất là ngon luôn. Cẩn thận nha, một chú cá mập đang cố chào bạn đó. Không phải là thật. Tham gia cùng mình trong trò chơi miễn phí này nào. Trò này ai cũng sẽ thắng hết đấy. Kéo dây và thắng được một lon Pepsi rồi. Chơi nào mọi người ơi, đừng ngại chứ. Mình cũng muốn uống Pepsi nữa. Theo có rồi nè, Matt đến đây đi. Pepsi miễn phí nè.
mình phải làm gì đây? Chỉ cần kéo dây thôi à? Được thôi, mình sẵn sàng rồi. 3, 2, 1. Gì vậy? Máy của mình mà. Vui lắm hả mấy người bày trò kia? Giải vô địch trò đùa mùa hè của chúng mình sắp kết thúc rồi. Mình sẽ công bố người chiến thắng nha. Giải thưởng lớn này. Không, không, không phải cái này. Giải thưởng lớn là cúp Hải Ly này. Thuộc về mình. Bởi vì mình đã trêu đùa hết tất cả các bạn đó. Chưa bao giờ có giải vô địch trò đùa nào cả. Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Bạn có thích trò đùa mùa hè của chúng mình hay không? Thế thì bình luận bên dưới và cho chúng mình biết bạn sẽ trêu đùa bạn bè như thế nào trong mùa hè này nha. Bạn sẽ rửa chén trong hồ bơi, chơi bóng chuyền dưa hấu hay làm nước chanh áo tắm. Và các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh, like video này và bấm vào chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn từ Woohoo nha.